Đến hẹn lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, Liên Xô là nước có quan hệ gần gũi và đã giúp đỡ Việt Nam chúng ta rất nhiều trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc. Trong thâm tâm của nhiều người Việt Nam, đặc biệt là các bậc cao niên, Liên Xô luôn là người bạn chí tình của Việt Nam thời gian khó. Trong hơn 30 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã đặt chân đến gần 60 quốc gia trên thế giới. Trong đó nước Nga Xô Viết là nơi người có thời gian gắn bó lâu nhất. Mối quan hệ của Liên Xô và Bác Hồ cũng cực kỳ đặc biệt. Vì thế nên những hành động của lãnh đạo Liên Xô ngay sau khi vừa biết tin Bác mất đã ngay lập tức khiến cho nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thậm chí là bị sốc. Theo đó, từ ngày 25 tháng 8 năm 1969, tình hình sức khỏe của Bác chuyển biến xấu. Bộ Chính trị đề nghị Bác không lên xuống nhà sàn nữa mà ở hẳn trong nhà 67 để chữa bệnh. Dù là trên giường bệnh nhưng Bác vẫn làm việc, ngày ngày đều đặn nghe báo cáo công việc từ cả hai miền đất nước. Ngày 29 tháng 8, bệnh của Bác không hề thuyên giảm. Ngày 30 tháng 8, bệnh của Bác càng nặng thêm, liên tục đau ngực, rồi Bác hôn mê. Tất cả đều bàng hoàng và sau khi các bác sĩ cấp cứu hồi lâu, Bác mới từ từ mở mắt, vẻ rất mệt mỏi. Ngày 31 tháng 8, Bác muốn ăn cháo, các đồng chí phục vụ nấu một bát cháo ngon. Bác ăn hết và mọi người rất vui mừng. Ngày 1 tháng 9, sức khỏe Bác lại có vẻ như khá hơn. Từ ngày 28 tháng 8 đến hôm nay, chưa bao giờ các đồng chí lãnh đạo và những người phục vụ lại vui và hy vọng về sức khỏe của Bác như bây giờ. Nhưng tiếc thay, niềm vui ấy không trọn vẹn được một ngày. Cuối buổi chiều Bác lại rất mệt, nhiều lúc gần như thiếp đi và lần đầu tiên mọi người thấy Bác rên. Những tiếng rên như đứt từng khúc ruột, tất cả bàng hoàng và lo lắng. Các bác sĩ tập trung cứu chữa, điện tâm đồ bật lên, màn hình hiện ra toàn tín hiệu xấu. Sau khi uống thuốc, tiếng rên thưa dần rồi Bác tỉnh lại. Nhìn ra hai cây dừa ngoài cửa mà đồng bào miền Nam gửi ra biểu Bác năm nào, Bác muốn uống nước dừa. Tuy nhiên bác sĩ Nhữ Thế Bảo ghé vội lễ phép: "Thưa Bác, bệnh của Bác không nên uống nước dừa, xin lấy thứ nước khác để Bác dùng." Bác lắc nhẹ: "Không sao đâu, Bác muốn được uống một chút nước dừa miền Nam thôi mà." Rồi Bác nói nhỏ: "Bác quê ở Nam Đàn, nhưng mẹ mất ở Huế, cha mất ở Cao Lãnh. Chưa một lần Bác được trở lại hai nơi đó." Mọi người lặng đi. Cả cuộc đời Bác dành trọn cho dân cho nước, nay về già nhưng vẫn không hề nguôi ngoai hình ảnh của những người ruột thịt thân yêu nhất. Sáng ngày 2 tháng 9, bầu trời u ám, buồn bã như thấu lòng người. Các đồng chí trong Bộ Chính trị đều tới thăm Bác đông đủ. Trong ngôi nhà 67, Bác nằm trên chiếc giường nhỏ đơn sơ và thiếp đi. Các y bác sĩ trực sẵn sàng, im lặng nhưng chồng chất nỗi lo. Đột nhiên Bác đưa tay ôm lấy ngực và chằn mình nghiêng sang một bên. Các bác sĩ vội nhào tới xoa bóp, máy điện tin mở gấp. Bác đã bắt đầu cơn đau dữ dội. Những tín hiệu chỉ còn thoi thóp và toàn chạy ngang với những đường sáng nhấp nhô yếu ớt. Các tín hiệu vụt tắt. Đồng hồ chỉ 9 giờ 47 phút. Mọi người xung quanh đều bắt đầu bật khóc. Tin tức Bác mất đã gửi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô. Ông Vũ Khoan, nguyên phó thủ tướng thời đó kể lại: "Tôi không bao giờ quên tâm trạng bàng hoàng vào buổi tối ngày 2 tháng 9 năm 1969 khi cầm trên tay bức điện mật từ trong nước báo tin dữ. Bác Hồ đã qua đời. Bức điện yêu cầu Đại sứ quán thông báo ngay cho Trung ương Đảng bạn và đề nghị bạn đưa gấp sang Việt Nam chuyên gia, dụng cụ, vật liệu cần thiết phục vụ cho việc gìn giữ lâu dài thi hải Bác." Số là ngay từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước, sức khỏe Bác Hồ ngày một giảm sút. Trung ương Đảng đề nghị Liên Xô giúp giữ gìn thi hài Bác một khi Bác qua đời. Bạn đã chân thành đáp ứng yêu cầu của Trung ương Đảng ta và trong 50 năm qua đã hết lòng, hết sức hợp tác với ta trong công việc thiêng liêng này. Điều dễ hiểu là trong thời điểm ấy, đây là điều tuyệt mật. Trong Đại sứ quán chỉ có Đại sứ Nguyễn Thọ Trân, đồng chí cơ yếu và tôi biết. Chẳng may đúng lúc đó, đồng chí đại sứ lại đang ở bên Thụy Điển, là nơi đồng chí kiêm nhiệm. Vì vậy tôi phải tức tốc tới ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô để thông báo. Khi tới gặp anh Y Klazunov, vụ trưởng phụ trách quan hệ với đảng ta, hai anh em chúng tôi cứ nhìn nhau nước mắt chảy ròng ròng. Không ai nói nên lời vì cả hai đều có diễm phúc nhiều lần trực tiếp gặp mặt và phiên dịch cho Bác Hồ. Anh hứa báo cáo ngay cấp trên. Song có điều tôi nói là nội dung quá quan trọng, nhưng tôi lại là quan chức ở cấp quá thấp nên không biết là sẽ báo cáo như thế nào. Tôi đành thông báo cho anh biết hoàn cảnh của mình, còn xử lý ra sao thì tùy anh cân nhắc. Chẳng bao lâu sau khi về tới Đại sứ quán, tôi nhận được từ điện thoại của anh Klazunov thông báo ông Lou Andropov, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại. Sau này trong những năm 1982 đến 1984, ông từng là tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, sẽ trực tiếp đến Đại sứ quán bàn bạc những việc cụ thể. Đây là một việc vô tiền khoáng hậu
vì không bao giờ một quan chức cấp cao như vậy lại đích thân đến cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài để giải quyết công việc như vậy cả. Đương nhiên tôi không thể đứng ra tiếp đón và làm việc với ông, nên quyết định thông báo cho anh Nguyễn Tiến Thông, lúc đó là đại biện lâm thời, và ông Đặng Quang Minh là đại sứ Cộng hòa miền Nam Việt Nam đứng ra tiếp, vì dù sao đi nữa, việc Bác Hồ đã qua đời không còn mang tính cơ mật nữa. Tới đại sứ quán gần như vào giữa đêm, ông Lou Andropov thay mặt Trung ương bạn bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất trước cái tang lớn của nhân dân, của đảng ta và thông báo bạn sẽ dùng chuyên cơ đưa ngay sang Hà Nội các chuyên gia cũng như là thiết bị, dụng cụ, vật liệu cần thiết. Rạng sáng hôm sau lại xảy ra một việc vô tiền khoáng hậu khác. Đó là Liên Xô đã cử tới đại sứ quán ta cả một đội chuyên gia, công nhân bài trí lại cơ quan đúng theo nghi thức tang lễ. Và ngay đầu giờ sáng, toàn thể ban lãnh đạo đảng và nhà nước Liên Xô, đứng đầu là Tổng bí thư El Brenev, đã tới đại sứ quán viếng Bác. Sau phần nghi lễ, bạn ngồi lại rất lâu, chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên về tình cảm giữa Bác Hồ với lãnh đạo và nhân dân bạn. Tiếp đó, trong mấy ngày liền, vô vàn người dân Liên Xô thuộc mọi lứa tuổi, tầng lớp, vùng miền nối đuôi nhau vào đại sứ quán viếng Bác. Trong số đó còn có rất nhiều công dân các nước ngoài đang làm việc, học tập và thăm Liên Xô. Liên Xô đã cử sang Hà Nội dự lễ tang Bác, đoàn đại biểu ở cấp cao hiếm thấy do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Kosi Kone dẫn đầu. Ở đây diễn ra một sự kiện rất quan trọng mà có lẽ không nhiều người còn nhớ, thể hiện lòng mong mỏi chân thành của Bác nên trong di chúc về việc góp phần hàn gắn lại mối bất hòa giữa các nước xã hội chủ nghĩa, trước hết là giữa Liên Xô và Trung Quốc, đã gây tác động tức thời. Tôi còn nhớ vào giữa đêm 8 tháng 9 năm 1969, đoàn Liên Xô đề nghị được gặp một nhà lãnh đạo cấp cao của ta để trao đổi một việc hệ trọng. Phía ta đã cử đồng chí Lê Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng gặp bạn. Tại cuộc gặp mà tôi được dự với tư cách là phiên dịch, bạn đề nghị ta làm cầu nối, thu xếp một cuộc tiếp xúc với Trung Quốc ở cấp người đứng đầu chính phủ. Ta truyền đạt ngay yêu cầu đó cho phía Trung Quốc và phía Trung Quốc đã chấp thuận. Cuộc gặp giữa Thủ tướng Kosi Kone và Thủ tướng Chu Ân Lai diễn ra tại sân bay Bắc Kinh, là nơi đoàn Liên Xô rẽ sang trên đường về nước. Tuy quan hệ giữa hai nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất chưa được hàn gắn, song dù sao cũng dịu bớt sau cuộc đụng độ quân sự giữa hai nước ở cồn Damansky, Trung Quốc gọi là Trần Bảo, trên sông Amu, Hắc Long Giang vào cái năm 1969 đó. Ông Vũ Khoan nhớ lại, những mâu thuẫn xích mích nhau giữa hai nước Liên Xô và Trung Quốc đã gây ảnh hưởng lớn đến phong trào cách mạng chung của cả thế giới, cũng như cách mạng của Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất lo lắng. Ngày 2 tháng 11 năm 1960, đại biểu của 81 Đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế đã họp tại Moscow. Tại cuộc họp này, cả Liên Xô và Trung Quốc không tìm được tiếng nói chung. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những ứng xử khéo léo với uy tín cao, đã kết hợp với giải thích, thuyết phục và tìm cách hòa giải. Trong bài phát biểu trước hội nghị, người nhấn mạnh, trong sự đoàn kết giữa các nước xã hội chủ nghĩa, giữa các đảng Mác Lênin trên thế giới, sự đoàn kết giữa Liên Xô và Trung Quốc, giữa Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc có một tầm quan trọng đặc biệt. Chúng tôi cảm thấy rất sâu sắc tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa Liên Xô và Trung Quốc. Chúng ta đều là anh em ruột thịt trong đại gia đình Cộng sản quốc tế. Để đánh thắng kẻ thù chung, chúng ta nhất định phải đoàn kết chặt chẽ. Cuối cùng, người đã đưa hai đoàn Liên Xô Trung Quốc đi tới đồng thuận và tuyên bố chung của hội nghị 81 đảng được thông qua. Không những vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn khéo léo tỏ rõ lập trường quan điểm của mình. Năm 1960, ở Trung Quốc diễn ra cách mạng văn hóa. Người đã thực hiện chủ trương cách mạng văn hóa là vấn đề nội bộ Trung Quốc, không tỏ thái độ ủng hộ hay phản đối. Nhưng khi được Chủ tịch Mao Trạch Đông gợi ý thực hiện cách mạng văn hóa ở Việt Nam, người đã nhã nhặn, khéo léo từ chối. Việt Nam trước mắt không thể làm đại cách mạng văn hóa, chúng tôi còn làm đại cách mạng võ hóa đã. Mao Chủ tịch tán thành, đúng vậy, Việt Nam không thể làm đại cách mạng văn hóa được. Tình cảm của Bác và Liên Xô là sợi dây liên kết bền chặt và là cơ sở để Liên Xô quyết tâm và kiên trì thực hiện sứ mệnh cao cả, gìn giữ thi hài Hồ Chủ tịch cho đến khi liên bang tan rã. Đến năm 1992, khi hiệp định giữa Việt Nam và Liên Xô trước đó không còn hiệu lực, được sự đồng ý của chính phủ hai nước, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga VILA đã chuyển sang cơ chế hợp tác trực tiếp trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bedesko khẳng định, chúng tôi tự hào rằng sứ mệnh quan trọng này đã được giao cho các chuyên gia Liên Xô và sau đó là Nga, những người cùng với các đồng nghiệp Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hơn 50 năm qua. Ông nói thêm, ở nước Nga, nhân dân Nga dành tấm lòng kính trọng sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà yêu nước chân chính, đã cống hiến cả cuộc đời
cho cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập của Tổ quốc mình và góp phần to lớn vào phong trào giải phóng dân tộc quốc tế. Tôi nghĩ rằng không cần nói về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo quản thi hài vị chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam, mà nhìn vào lượng khách đến tham lăng không chỉ vào những dịp lễ quan trọng, mà cả những ngày bình thường cũng là quá đủ. Chúng tôi tự hào rằng sứ mệnh quan trọng này đã được giao cho các chuyên gia Liên Xô và sau đó là Nga, những người cùng với các đồng nghiệp Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hơn 50 năm qua. Và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Và nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.